to dữ dằn luôn á. Anh Vĩnh có mấy cây dê hay to không? Mà cái cây dê nào mà anh nói anh trồng ở nhà anh đó? Bên kia, đây kia. À. Là chưa tới. Cái dê của nhà ông Chính Khen nè. À. Hồi ông có biết ông Chính Khen không? À. Đây là phía sau lưng nhà anh. À. Sau lưng nhà ông nhìn khu văn hóa thể thao văn nghệ mà mua tối mấy cô nè. À. Ừ. Đó nhà ông bắt rộng thôi, bắt rộng không? Trong đây của nhà ông còn tốt. À. Thì... Ừ, thấy không? Cái sau này làm đường hay đẹp, ông bi lâu cũng làm đường. À. Ừ. Cái hàng cây của anh trồng là không còn nữa. Không còn lâu rồi. À. Do nhà anh ra mua nhà lầu, xây nhà lầu hết. Thấy chưa? Ồ, đất rộng quá ha. Ừ. Lên. À. Rồi về nếu có thể về sớm thì còn chừng 5 năm rưỡi nữa em về được thì em về. À. Nhưng mà chắc là tại vì thời gian phép không có dài. À. Quá được đi sang nó đi làm mà. Dạ, em vẫn đi làm chứ, em vẫn ngồi làm, khuya 2 tuổi em chạy đi làm rồi. Rồi, thôi nghỉ già, lớn nghỉ hưu chứ cũng thấy già rồi mà. Dạ, ở bên này là đàn ông bà gì cũng là số 7 tuổi mới nghỉ anh à. À, số 7 à. À rồi. Dạ, số 7 tuổi Tây á, là em tức là tới còn tới năm 26, tức là tới tháng 8 năm 2026 thì nghỉ hưu. À. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương lại có mặt ở huyện Khánh Vĩnh đó bà con cô bác chị. Hôm nay thì Phương quay là một cái kỷ niệm năm xưa của anh Việt Kiều. Cách đây thì khoảng 2 tháng anh có thấy cái video Phương quay ở huyện Khánh Vĩnh. Huyện Khánh Vĩnh này đó là thuộc huyện miền núi đó bà con cô bác chị. Anh rất nhớ cách đây 25 năm anh cũng ở đây rồi anh làm việc ở đây với bà con cô bác chị. Anh rất mong nhìn lại con đường xưa, cái chợ, rồi căn nhà năm xưa bà con cô bác chị. Bây giờ bà con cô bác theo chân Phương ha, giờ này là 9 giờ rồi. Từ Nha Trang chạy lên Khánh Vĩnh đó thì tầm khoảng 35 cây bà con cô bác chị. Bây giờ trước tiên thì Phương sẽ đi vô cái chợ ha. Anh rất là nhớ cái chợ này. Ở đây có một cái chợ... ngay chỗ sông Vận Động và một cái chợ mới trên kia nữa mà con có bán chị. Anh nói là nhớ chợ mà không biết hai chợ, không biết chợ nào. Hôm Phương đi phượt với mấy bạn Việt Kiều đó thì Phương cũng quay ở đây, chỉ quay sơ thôi. Bên này có một cái nhà gửi xe nè, bên này không còn nữa ha. Ơi chào chị, bên này là chị bán chè, chào chị bán chè. Rồi, chị em mình đã gặp lại rồi. Dạ, ô còn nhiều quá luôn á. Dạ. Em đi quay phim mà. Hả? Dạ, đoàn phim của mình, em làm đoàn phim. Dạ, em mua một bịch thôi chứ. Dạ, cái đoàn phim của mình nè. À. Một mình làm giám đốc luôn. Giờ này bán đỡ không chị? Trời ơi, người đi đâu hết rồi. Dạ. Chợ vắng quá hả chị ha? Lượng tiêu rất giờ dạ. Giống như tầm 11 giờ. Ủa mấy bữa bên này em thấy có cái căn nhà bữa nay không còn nữa ha? Dỡ kia lại đầu dưới kìa. À. Kia lại là đường dưới á. Đây là chợ tạm thôi đúng không chị? Chợ tạm thôi hả chị? Này tạm chợ chính ở bên kia. À chợ chính bên kia mà chợ chính có bán không? Chưa. À chưa hả? Rồi em chào chị nha, chúc chị may mắn nha, ngày mới may mắn nha, vui vẻ nha. Dạ chúc nó em ra mua chị. Dạ dạ, em đang hao quay phim đó. Chúc nó em ra mua nha. Dạ. Bên này là bán rau, bán trứng. À. Sông Vận Động Khánh Vĩnh. Ủa vụ gì đây? Vụ gì đây? Dạ. Làm gì vậy? Dạ chào cô, quay phim đó mà. Cô bán rau ở đây hả cô? Dạ, chợ nào cũng vậy cô ơi. Cố gắng lên cô. Ốc
chút nữa là Phương đi lần lần Phương hỏi, không biết ở đây có biết nhà nhà các anh khán giả không nữa. Chợ rất là vắng nè. Bên đây là hàng ăn. Nói có hai chợ mà không biết cái chợ nào anh nhớ nhất. Thì ở đây gần khu vực này có bao nhiêu chợ thì Phương sẽ quay cho anh xem. Bên này là bán rau củ nè. Chợ cũng vắng. Bên kia là cá nè. Rồi bây giờ Phương vô quay cho cái chỗ người ta bán quần áo ha. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 thứ năm. Hả? Quay cho khán giả xem cái chợ Khánh Vĩnh của mình mà. Dạ. 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 Chợ Khánh Vĩnh bán đắt lắm. Không, chợ nào cũng vậy hết. À. Thôi cố gắng lên nha. À, không có tiền đâu đi chợ. Thôi chào nha. Chị bán trái cây thì không thấy ai mua đó, cũng đang ngồi rảnh nè. Mấy này là trái cây Khánh Vĩnh hết đó hả? Dạ, trái cây cũng nhiều chỗ lắm. Dạ. Khánh Vĩnh thì có bưởi ha? Bưởi càng bưởi có, cũng không có nhiều cá là ăn. Dạ. Thôi chào chị nha. Rồi chào chị trái cây nữa nè. Xin chào chị. Vậy cho bà con biết là đến mua ủng hộ chứ. Chợ nào cũng vậy hết á. Cố gắng lên nha. Phương chỗ vô cái chỗ quần áo nè. Trong này là rất là vắng ha. Bây giờ Phương sẽ đi ra lại, Phương đi lần lần lên Phương hỏi. Có biết nhà anh khán giả không? Bên đây là hiệu vàng, quán cà phê. Bán phở cũng bán hết rồi này. Phương tới một ngã tư. Cái chỗ Thế Giới Di Động nè. Đường này là sẽ chạy lên đường Đà Lạt. Đây là Khánh Bình, Ninh Xuân. Đây là trung tâm Khánh Vĩnh ha, ngã tư này. Bên đây là cũng bán, Phương đi qua con đường này. Phì Năng Xã A. Cái tên đường đó mà con có bán chị.
Một chút nữa là Phương sẽ gọi cho anh ha, gọi trực tiếp cho anh đó. Anh cũng nói rồi, anh ở New York, 10 giờ Việt Nam thì anh cũng đã về nhà rồi. À, bữa nay là Phương thấy là có cái chợ này, mà chưa có ai bán ha. Đây, chợ mới đây. Phương sẽ đi nhiều con đường để cho anh nhớ ha. Đây có cái trạm xe buýt nè, Khánh Vĩnh. Bên này là đường Lê Hồng Phong. Bây giờ Phương sẽ ra làng ngã tư, Phương sẽ hỏi mấy anh ở đây ha. Cho Phương đi Sài Gòn thì cũng không biết vị trí căn nhà năm xưa của anh đó, bà con của anh chị. Nhờ người chỉ đường thì có nó mau hơn. Để Phương qua quán cà phê bên này, góc đường này. Để Phương vô hỏi quán cà phê này. Dạ chào anh. Anh cho em hỏi ở đây anh biết cái cửa hàng Viettel không anh? Cửa hàng Viettel biết chứ. Dạ. Nằm chỗ nào anh? Cửa hàng Viettel thì nó có hai trụ sở. Trụ sở đầu tiên là nó nằm ở đám chỗ cây giao và ngã năm. Dạ. Còn bây giờ cái mặt bằng đó người ta cả rồi, người ta chuyển sang đám chỗ trước cổng trường cho đồng chú. Dạ. Dạ, chắc anh đừng ghét em mời. Dạ. Em ở dưới Nha Trang á. Có cái anh khán giả nhờ em lên này quay tìm lại cái căn nhà xưa. Chắc em nói ra là không biết mấy anh có biết. Anh này là anh tên là Thạnh anh. Rồi. Dạ. Anh nói là ngày trước là anh có làm việc trên đây nè. Anh Thạnh là ngày xưa. Dạ. Em cảm thấy biết vô ha. Em là Việt Kiều. Dạ. Đúng không? Dạ, ảnh là bây giờ ông là Việt Kiều. Em gắn cái éo ha. Đúng không? Dạ. Bây giờ ông là Việt Kiều đúng không? Dạ. Ngày xưa là nhà ông mới là ở bên cạnh cái cửa hàng Viettel. Dạ. Đấy, hai chồng mới là đi định cư bên đó nay chắc cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Ừ. Thì cái nhà cũ ngày xưa đó là ông bán lại cho người ta, bây giờ đã xây dựng lại rồi. Dạ. Giờ là nó mở ra cái cửa hàng điện máy. Dạ. Ừ. Gần đây thì đúng không? Thì cách đây là khoảng 100m đi bộ. Dạ. Ừ, 100m thì bộ em ra đó thì gặp cái cây da này, cây da thứ nhất. Dạ. Rồi tới cái cây da thứ hai là cái nhà ông Thạnh ngày xưa là ông ở đó. Dạ. Ừ. Anh nói rất nhớ kỷ niệm căn nhà của ảnh đó, trồng cái gì ở trước nhà đó, anh nhớ, anh nói quý vị thì anh trồng cái cây gì đó. Đúng rồi. Còn không? Ngày xưa thì anh có trồng mấy cây dương. Dạ. Nhưng mà mấy cây dương đó bây giờ người ta cải tạo, người ta làm lại vỉa hè thứ là người ta bư hạ người ta ấy hết rồi. Hình như bây giờ bên cạnh nhà anh ấy còn lại được một cây. Dạ. Bên cái cây cũ á, bên cạnh không. Cái cây da thì nó riêng, nhưng mà cái cây dương á bên cạnh nhà anh ấy cũ á là nó còn lại được một cây cũ đó thì phải. Bán được xây nhà hai lầu rồi. Nhà anh ngày trước anh có làm chung với anh mà sao anh rành dữ vậy? Anh á. Nói chung là ngày xưa thì tới cái đất này thì anh em cùng kéo nhau lên đây làm nghiệp. À vậy là có biết nhau. Dạ. Ừ. À vậy là tôi sớm luôn rồi, vậy là đúng bài ha. Tôi là tên là Đỗ. Dạ. Ngày xưa là anh em lên trên này thì cũng thường cà phê cà pháo rồi chơi bời. Dạ. Rồi biết nhau ở đây. Dạ. Đấy. Anh ấy thì là vợ là tên là Mai. Dạ. Nhà có ba đứa con. Dạ. Anh đưa hết đi đó, nhưng mà hình như cái thằng thứ hai là sau nó bị bệnh về nó mất tại Việt Nam này. Dạ. Tôi có ghé đốt nhang cho cháu nó là hồi dạ. Đó. Ừ. Rồi sau đó lại đi qua đó, bây giờ thằng con trai anh ấy thì còn một thằng nữa thì nó Tết thì thoảng nó hay về đây. Dạ. Nó ghé nó vẫn đi tới nó chơi bời nó chào hỏi. Dạ. Ừ. Coi như nhà ảnh đi rồi không có đứa con nào còn ở đây hết.
đứa con thì không biết là nó có làm ở Sài Gòn hay không thì không biết, nhưng mà thấy lâu lâu nó về đây, chẳng biết bây giờ nó làm ở đâu thì mình cũng không rõ nó. Dạ. Mình không hỏi nó. Ừ, có thằng con, thằng lớn đó, thằng Nguyên đó, hình như là nó còn nó thằng Đạt thì mất rồi, thằng Đạt thằng thứ hai. Dạ. Nguyên Đạt. Dạ. Thằng Nguyên Đạt, thằng lớn là Nguyên, hình như. Dạ. Thằng đó thì nó học bác sĩ cái gì đó. Dạ. Rồi đứa con gái út. Dạ. Ừ. Anh nói là rất là nhớ chợ, thì anh nói là ở đây thấy hai cái chợ, à, chợ kia chợ mới là chợ cũ đó hả, vị trí là vị trí cũ. Đúng á, nghe luôn á. À. Tức là cái chợ ngày xưa thì bao nhiêu năm là bây giờ người ta thay đổi, người ta xây lại rồi. Dạ. Bây giờ còn đang tạm thời là rời sang cái chợ tạm để. Dạ. Bà con họp. Dạ. Nó ổn định rồi, bây giờ cái chợ mới này xây dựng xong rồi nhưng mà chưa có về chợ mới. Dạ. Vẫn đang để đó. Dạ. Thì từ cái chợ mà tới nhà anh ấy thì cũng có khoảng 50 mét. Dạ. Anh với anh Thạnh có thân nhau không? Thân không? Nói chung là. Dạ. Thân thì cũng không phải là thân cho hung, nhưng mà. Dạ. Anh em là nhìn thấy mặt nhau là biết nhau. Dạ. À? Là nhận ra nhau. Bao à? Nhiêu năm rồi không gặp mặt nhau anh? Này chắc cũng phải mười mấy năm rồi, tôi nhớ là thì chắc cũng có từ ông đi chắc cũng có từ 2007, 2008 gì đó. Dạ. Ừ. Em cũng ở trên đây luôn hả? Em chào. À vậy đó hả? À. Chứ con ổng ở nhà ổng mà. À. Đó. Em tên gì? Bên Ninh Vĩnh. À rồi, ok. À, anh tên, em tên Vĩnh à. Rồi đợi anh gọi cho cái anh như thế nào nha. Anh nói là giờ này thì đợi em gọi. Giờ này là anh đi làm về rồi. Nó Vĩnh con 20 là ổng biết liền mà. À. Anh nói là giờ này là gọi anh được, bà con có bán chị. Đây đợi anh Phương gọi anh ha. Nếu gặp anh là cũng khá bất ngờ, bà con có bán chị. Rồi 9 giờ rưỡi rồi. Không biết anh có bắt máy không nữa. Mấy chục năm rồi. Hỏi ông có biết anh này không? À. Bây giờ em dẫn anh tới cái nhà năm xưa của ảnh nha. À, em thì cũng ngại lên hình. À, anh cắm cái bít cho em nha. Đi trước đi sau. Tìm lại kiếm. Ê, anh chưa? Anh nói là ngay chỗ... Đúng rồi. À, đây là ngay chỗ cái cửa hàng Viettel quá hả? Không, cái Viettel. À. Là bên kia, xưa nằm bên kia. À. Quay cái... cây dê. À, đó. Cái dê đó hả? Ừ. Wow. Cái dê là cái dê thứ nhất, còn dê nhỏ dê thứ hai kìa. À. Đó, dê bự đó. Thì co đó. Thấy không? Ồ, cái dê to dữ dằn luôn. À. Anh Vĩnh có mấy cái dê thì to. À. Không? Mà cái cây dê nào mà anh nói anh trồng ở nhà anh đó. Bên kia, đây kia. À. Là chưa tới. Cái cây dê của nhà ông Chính Khiên nè. À. Hồi ông có biết ông Chính Khiên không? À. Đó, cái chợ anh Vĩnh đó, thời xưa. À. Đó. Đây là cái vị trí cũ ha. À, chợ cũ này, chợ thời xưa đó. À. Đó. Em ơi, anh Thạnh nè. À. Anh cũng nói là hỏi giùm anh Nghị đó, em biết anh Nghị không? Anh Nghị ở dưới sông Cầu á. Từ đây xuống sông Cầu xe không? 5 cây số. Năm cây số hả? À. À. Chút nữa em dẫn được chỉ đường cho anh nha. Chút nữa đi. À. Đó hồi xưa mình theo rồi chỗ đây đó. À. Đó cái nhà ổng giờ là xây nhà lầu rồi thấy không? À đây đó hả? Ừ. Còn đó cái dê, cái hàng cây trước mà anh lấy từ cái hộp từ Sài Gòn về anh trồng trước nhà ảnh đó. Giờ người ta làm nhà nước làm ở hết. À. Rồi. Đó, nè, hồi xưa nhà ổng á hồi. Hả? Chỗ này là hồi xưa đó lên đó. À. Là việc theo á, giờ nó đổi rồi, nó làm mới lại đó. Nhắm như nhà lầu nè, đó giờ người ta bán rồi. Đây. Đó là cái nhà. À. Đó. Đây nhà của anh đó, đây. Đó đó, đó. Cái dê này, cái dê này. Cái dê đó. À là ảnh chồng á. Không, cái dê này không phải ông chồng, thời. À. Xưa rồi. À là có sẵn. À, rồi. Có thời xe xưa rồi. À. Đó. Nói chứ vỉa hè nhà ảnh có hàng ấy là bây giờ không còn nữa. Giờ không còn nhà nước làm nữa. À. Đó, nhộng đó. Đó, nhộng á. À cái dê này cũng lớn quá thì nó là có sẵn từ đời nào rồi. Ừ, đời nào xưa rồi. À. Thì... ở cánh Vĩnh này có 2 cây dê và 4 cây nữa. À, cây cổ thụ là cây lớn nhất là cây nào? Cây bên kia quá. À. Cây nãy đó thấy. À. Giờ đất nhỏng á. Đây bên Viettel này. Ừ. À là đất nhà bán nhỏng để làm lại. Giờ nhà kho Long Châu.
đất nhà ổng đó. Còn cái vùng xây này đó ngày năm ừ. Bây giờ mình hướng này là đi đâu em? Đi công viên lên công viên rồi đi đâu à? Rồi bên này, bên là đồn công an à, đồn công an bên này là đường đi lên Đà Lạt đâu hả? Ở đây là đường ở khu văn hóa thể thao rồi nè. Thế ông đi lâu rồi, đổi mới hết rồi chứ. Đã Phương quay ngay chỗ này cho nó kỹ chút cho anh đỡ nhớ ha. Ừ. Ủa? Đường này là đường 2 tháng 8. Đi ai gần mình hả? Thì nhà ông ở đây thì ông ngồi đây, bàn ghế đi. Ở đây thế nào nữa. Ông đi mấy chục năm người ta phải mười mấy năm đổi mới, người ta phải làm lại hết, nhà nước phải làm lại đường đẹp lại chứ. Đường bên kia là đường Nguyễn Văn Chỗi. Ừ. Hồi xưa ông đi lâu rồi, bây giờ nhà nước phải làm lại đổi mới rồi lại hết chứ. Đây là phía sau lưng nhà anh. Hả? Sau lưng nhà ông nhìn khu văn hóa thể thao là văn nghệ mà mua tối mấy cô nè. Đó nhà ông bắt rộng thôi, đâu rộng không? Đằng đây của nhà ông còn tốt. Thấy không? Phía sau này làm đường hay đẹp, ông đi lâu cũng làm đường. Cái hàng cây của anh trồng là không còn nữa. Không còn lâu rồi, do nhà anh người ta mua nhà lầu, xây nhà lầu hết. Thấy chưa? Ồ, đất rộng quá hả? Lên tuốt lên đây, đất nhà lên đây, đất đây rộng đó, đây nhà ổng. Bên này là đường Trịnh Phong nè. Hồi xưa ở nhà ổng có cửa đây nè, đó. Đây đất hồi đất vừa là nhà nước làm hết rồi. Lúc anh ở đây đó là cái con đường này chưa có làm mở đường luôn. Mở đường rồi mình đường sỏi đét thôi. Hôm nay nhà nước có làm phải đường đẹp hết không? Cái gì cũng phải đổi mới nhà nước, đổi mới nhà nước là phải đổi mới chứ. Đó nhà ông bắt từ đó, thấy không? Đó là rộng quá hả? Rộng mà. Có cái ghe nhà ông mắc xưa. Đã Phương điện cho anh một lần nữa, không biết làm sao đây. Cái ghe hồi xưa ông hay súng mà bắn chim về, cu xanh về quá trời. Đây chắc anh mở mạng rồi. Để anh gọi cho anh. Em chào anh Thành. Em đang ở Khánh Vĩnh nè. Bây giờ anh gặp thằng em của anh nha. Thằng em ngày trước là ở nhà anh nè. Ăn ngủ nhà anh nè. Đây. Rồi anh gặp đây biết nào không? Rồi em cầm máy đây. Xong mình đi xuống quán cà phê hồi nãy luôn. Em đang gọi tới nhà anh phải không? Dạ. Đang ở ngay nhà anh phải không? Ngay nhà nè. Thằng Vĩnh. Anh Thằng Vĩnh con 20. Vĩnh con 20 nè. Hả? Dạ. Biết rồi, em Khánh. Dạ đúng rồi, chính xác á. Em Khánh á. Em Khánh á. Đang ăn cơm ở dưới á. Dạ. Rồi bây giờ mình đi lần lần hả? Không, em cứ nói chuyện đi. Ăn cơm. Không ăn cơm mà gặp nói chuyện được mà, nói chuyện được không anh Thành? Chút xíu được không? Ăn xong rồi. Anh cứ nói chuyện hỏi thăm đi. Rồi đi xuống quán cà phê nãy, quán cà phê mà mấy em buổi sáng anh nay ngồi cà phê đó với cái anh gì nữa. Ông Đỗ. Má của Vĩnh là chị. Em nói chuyện đi. Nha. Em cứ nói chuyện hỏi thăm đi. Thôi nó còn cái chút xíu à. Dạ. Lúc nó có 4 5 tuổi mà. Dạ. Giờ con lớn tuổi mày. Nhiêu tuổi rồi? Nay nhiêu người Vĩnh? Con 39 tuổi à. 39 tuổi á. Dạ. Thì mình tức vậy mày lớn hơn mày sinh 85 84 gì vậy phải không? Dạ con sinh năm 85. Dạ. Lớn hơn phía anh tuổi. Dạ. Lớn hơn phía em 3 tuổi. Dạ. Rồi có vợ con gì hết chưa con? Dạ chưa mà. Mày tính ở gì cho con gái thèm hay sao vậy? Dạ giờ cuộc sống đầy khó khăn gian khổ, từ từ lấy vợ chứ, lấy vợ tiền đâu nuôi. Má con khỏe không? Dạ cũng về rồi cho anh à. Chỗ này là kho bạc nhà nước. Dạ. Về. Dạ. Khánh Vĩnh. Dạ, đã chút con nói má. Dạ.
nay tự nhiên vô có cái ông này ông lên ổng hỏi con á chứ. xong nó uổng thằng cái gì giờ mới gì giọng đi Mỹ lâu mà giờ cái gì nữa. Hỏi chúng con á chứ chỉ giùm giọng đi chứ ổng quay á chứ. Đây ngay chỗ cái dê này cho anh quay cho anh nhớ này. Đây đâu con này. coi ủa đi em. Dạ đường này là đường Trần Quốc Toản, con đường nhỏ thôi. Tí em này nên to quá, ở đứa ngồi nó to tướng to. Em tên Đỗ con chú Thắng. Đỗ con chú Thắng đúng không? Vâng, ba em mất năm 2017. Thấy nhớ mà cái mặt mà không nhớ tên. Thế à? Quá lớn. Anh chị với các cháu khỏe không? Chị đang ngồi ngay nhà chú quán cà phê con hả? Không, cái chỗ nhà em là bây giờ là em cho Thế Giới Di Động nó thuê rồi. Giờ em mua lại cái nhà cũ của bà Bảy cô đơn á. Biết rồi. 2 năm nữa anh mới nghỉ hưu được hả? Thế chị sao nó có làm gì không? Mỹ là nó làm bài giúp làm số bị của nó. Nhưng mà chị còn làm gì không? Đã làm mấy năm rồi ở nhà với con cháu à. Cái thằng lớn là bây giờ nó ở đâu? Nó ở bên đó hay nó ở bên này? Lớn cả đâu. Nguyên á. Thằng Nguyên á. Cái thằng học một chút. Nguyên bên đây. Nguyên bên đây ở với anh nè. Nó ở đó nha. Thì mấy năm em thấy Tết hay về mà. Thì mới Tết vừa rồi trước bây giờ nè. Thế con bé út chưa có chồng chưa? Bé có chồng được 2 con, con nào cũng út rồi. Thế à? Ngày xưa nó nhà nó hay đi bố đi hát đấy mà. Dạ. Anh, chú có chú không? Con chào chú. Dạ chú tên gì ạ? Chú là Nghị, Kim Thanh Nghị. Dạ, có một người đang tìm chú. Người này ở xe lắm. Chú có người bạn nào ở nước ngoài không? Có Thạnh. Thạnh hả? Chỉ có một người hả? Có người thôi. Vậy là nói ra là chỉ có một người bạn. Bạn này như thế nào với chú hả chú? Chung anh em chơi nhau từ xưa nay rồi. Dạ. Mà ông đi Mỹ. Dạ. Rồi hồi giờ là mất liên lạc luôn hả chú? Mất liên lạc rồi. Này dạ. Cũng... Bao nhiêu năm rồi chú? Chắc phải là 6-7 năm rồi. Dạ, 6-7 năm rồi. Dạ. Ông đi mười mấy năm rồi mà? Đi 10 năm thường thường liên lạc, hàng năm liên lạc. Nhưng mà 6-7 năm nay là mất liên lạc luôn. Dạ. Hồi đó liên lạc qua cái gì? Qua điện thoại. Số điện thoại bình thường thôi. Bình thường. Không có Zalo hay là cái gì hả chú? Đúng rồi. Rồi sẵn đây thì chút nữa là... con cái xin số điện thoại luôn nha. Rồi. Chú thì chắc xài điện thoại cô bác thôi chứ? Không, cũng Zalo. Cũng Zalo, chú cũng có Zalo. Dạ. Rồi ok chú. Bây giờ chú gặp anh Thạnh nha. Rồi. Con gọi. Con gọi cho anh Thạnh đây. Anh Thạnh thì rất là mong gặp chú này. Chú đợi con một chút xíu nha. Chú mới đi làm về hả chú? Mới đi làm về. Dạ. 81. 81 hả? Rồi. Bên kép cọ về. Rồi anh Thành ơi, em bật máy lên anh gặp giờ anh nghỉ tại đây luôn nha, chú nghỉ tại đây luôn nha. Đây. Ủa. Hello anh Táo. Thành à. Đây chú gặp luôn anh chú. Sao khỏe không? Dạ khỏe. Các cháu sao? Dạ rồi. Thì có chồng đây hơn chục năm rồi. Con thì học lớn học lớp 4 rồi, con Trà. Giúp nhị trường á. Được. Con em thì có một đứa gái 5 tuổi Qua con đưa bà xã sao? Dạ bà xã em ở cái bên lâu ở đây với em mới vừa rồi cách đây tháng qua bên Trà ta. Bên Trà, Bên Texas. Em ở New York. Bên Texas. Vẫn còn chứ hay là sang tập mới. Không. Người ta chở, họ chở cho em cọc mà không biết tiền.
em lên cấp nhà, em rất nhà, anh bụi đất cho em. Cái ân tình của anh á, em trả không biết bao giờ trả hết anh đâu. Thôi hẹn nhau mà. Rồi. Giờ nói chung là con cái làm ăn khá lắm, nó có xe hết rồi. Nhưng mà anh cũng mới bán 10 mét. Dạ. 10 mét bằng tiền được hơn tỷ. Mới bán xong. Nhưng là nói chung là kinh tế cũng tạm ổn chứ không sao em ạ. À. Nói là em mừng sức khỏe, tụi anh cũng con cái làm ăn đàng hoàng. Rồi cũng được sức khỏe là bình thường. Em chỉ mong là anh chị sức khỏe. Em có giờ phương nói chuyện với anh một món quần quý tình. Món quần tình của em, một đứa em dành cho anh. Rồi. Em gửi anh 2 triệu. Chị gì em giờ... Thì anh biết lấy gì gửi cho em bây giờ đây? Dạ, anh gửi em tấm lòng được rồi. Cảm ơn em. Anh giờ cũng có lương, tháng cũng trên 10 chai rồi. Nên hai là cũng không khổ lắm. Bây giờ là tạm ổn, không có nhờ con cái. Anh xấu thì nhớ đi. Rồi. Anh sống với em á, em rất là nhiều người, dòng họ đều đủ thứ hết. Nhưng mà em nói từ khi em biết anh á, anh còn làm trong trường thông khế rồi em biết anh á. Từ em á, người ta nói cái á, nó thiệt cái anh xấu vậy nè, là thấy anh xấu cũng lớn tuổi rồi, nó không biết rồi thời gian như thế nào, nó như tám mươi mấy tuổi rồi, thấy không? Tôi nghĩ tám mươi mấy tuổi rồi. Vậy được, người ấy đã mốt tuổi lắm rồi. Còn khỏe, chúng sống mấy còn khỏe. Rồi. Rồi tập cái tay nha, rồi. Có lên nha, rồi, để con đi làm. Dạ. Bây giờ thì Phương cũng quay lại cái kỷ niệm của anh Thạnh đó, ở Khánh Vĩnh này. Rồi cha món quà ân tình năm xưa cũng đã xong rồi, bà con cô bán chị. Thôi bây giờ em cũng chia tay anh nha. Rồi em mới lại tiếp tục lại những con đường quay cho khán giả xem. Nhưng anh, em cũng chúc gia đình anh thật nhiều sức khỏe nè. Rồi em chào anh nha. Dạ. 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 Rồi vậy chào nha anh. Rồi chào anh. Dạ. Dạ. Bây giờ con chào chú Nghị nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi cảm ơn em trai nhiều. Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Đi máy. Rồi ok em. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.